Ôi, chiều xin chào anh chị và các bạn nha. Chiều mới vừa về thì một con Camry cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. Cực kỳ đẹp luôn, xe chạy lướt luôn anh chị. Nhìn cái chất xe tôi thấy mê rồi anh chị. Sơn zin xe này nó còn khoảng tầm 90% luôn nha. Chỉ dập mỗi cản thôi. Đó, còn cái phần hông và capo cốp là còn nguyên zin hết hoàn toàn. Nước sơn còn cực kỳ đẹp luôn. Mang biển Sài Gòn sẵn luôn. Mức giá con này chiều sẽ bán là 1 tỷ 100 triệu thôi. Đó, rẻ hơn xe mới cực kỳ nhiều luôn anh chị ha. Đây, bây giờ chiều sẽ tiến hành đi dạo một vòng cái xe này cho anh chị xem nè. Đầu tiên nè, cái ô đô của xe nè. Đó, đúng ô đô cho anh chị luôn, 9.000 cây. Đó, vô lăng 9.000 cây nè. Đó, cần số 9.000 cây nè. Xe cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ, cực kỳ đẹp luôn. Đó, con này chiều sẽ bán với một mức giá 1 tỷ 100 triệu thôi nha anh chị nha. Anh chị các bạn đang quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho chiều liền ngay anh chị nha. Camry 2.5Q là sẽ có cửa sổ trời nè. Đây, sản xuất là 2020 anh chị nha. Xuất xứ là từ Thái Lan. Đó, ghế chỉnh điện là 8 hướng nè. Ghế da còn rất là đẹp luôn. Các chi tiết trong xe là còn rất là mới luôn nha anh chị nha. Các chi tiết trong xe còn cực kỳ mới luôn. Sẵn tiện là chiều mở cái capo lên luôn. Đó đây nè, tắp bi cửa nè. Đó, rất là đẹp. Đây, để chiều mở mấy cái cửa ra. Đây, đây là hàng ghế phía sau nè. Đó, chị thấy không? Ghế da còn rất là mới luôn anh chị ha. Đó, đây. Đó, ở đây thì có hai cái cổng sạc dành cho điện thoại 2.1A nè, sạc pin rất là nhanh luôn anh chị. Rất là nhanh luôn. Ở đây thì có một cái khu vực tựa tay và ở đây là điều chỉnh được nhiệt độ máy lạnh ha. Nhiệt độ máy lạnh và chỉnh cái những cái tựa lưng ở đây nè. Đó, đây. Để ở đây để được hai chai nước. Đúng không? Cái này là thuộc dạng là hàng ghế, này là hàng ghế của chủ tịch đó. Ngồi phía sau là phải nói là cực kỳ êm, thoải mái và xe được cái cách âm tốt luôn anh chị ha. Ở đây thì có rèm che nắng phía sau nữa nè. Đó. Xe rất là đẹp luôn, rất là đẹp ha. Xe này chiều sẽ bán với một giá 1 tỷ 100 triệu thôi, biển Sài Gòn sẵn luôn. Đó, anh chị nói Sài Gòn thì đỡ tốn 20 triệu ha anh chị ha. Anh chị nào ở tỉnh thì chiều sẽ hỗ trợ bao cuốn hồ sơ miễn phí nha. Ở đây có tấm lót cốp nè. Lót cốp nè. Bánh xe dự phòng chưa có sử dụng luôn anh chị. Đồ nghề theo xe còn đầy đủ anh chị nha. Đây. Đó, bánh xe dự phòng nè. Thấy không? Vết sơn này nó là còn nguyên zin. À, đây nè, keo chỉ mọi thứ anh chị ha. Keo chỉ mọi thứ. Đây. Xe mua bán là đảm bảo cam kết cho anh chị luôn nha, xe không tai nạn, không ngập nước nha anh chị nha. Máy móc nguyên zin. Bao anh chị test hàng thoải mái luôn. Có dán phim cách nhiệt của ProSeal nữa nè. Ceramic chứ. Nước sơn này nó còn bóng loáng anh chị ha. Là do xe này phủ ceramic đó. Đó, nè mâm bọng nè, lớp xe 9.000 cây nè. Thấy không? Ở đây. Tắp bi cửa nè, tắp bi cửa sau bên phải nè, đó. Tắp bi cửa trước bên phải nè, hàng ghế trước bên phải nè, ghế chỉnh điện 6 hướng nè. Đó, ở đây có 3 chế độ lái nè, thắng tay điện tử tự động giữ thắng nè. Đó, lo GPL anh chị ha, lo GPL nghe nhạc rất là hay, có ga tự động luôn nè. Đó, ga tự động, chìa khóa thông minh, có cửa sổ trời luôn, giá chỉ có 1 tỷ 100 triệu thôi. Giá này chiều còn thương lượng còn giảm nha. Nói chung anh chị có thiện chí cứ đến coi này, chiều bớt cho anh chị nha. Xe thì quá đẹp rồi, quá đẹp. Đó, quá đẹp luôn. Đây chiều mở cái nắp capo lên. Đó, và đây là cái động cơ 2.5. Động cơ 2.5. Xe mua bán thì đảm bảo cam kết cho anh chị ha. Xe không tai nạn, không ngập nước nha. Máy móc nguyên zin anh chị nha. Rất là đẹp, rất đẹp luôn. Đó, rất là đẹp. Khung xương này nọ mọi thứ ok hết nha anh chị nha. Xe chiều mua chị cũng đã kiểm tra và check hãng hết cho anh chị rồi nha anh chị nha. Đảm bảo cho anh chị nha. Máy móc là nguyên zin ha. Đó, máy móc nguyên zin. Mọi thứ. Rồi. Chiều giá này chiều bán là 1 tỷ 100 triệu ha. Xe mới chạy có 9.000 cây à. Anh chị các bạn nào quan tâm thì liên hệ chiều đến coi.